Được thành phố phân bổ nguồn lực đầu tư tương đối lớn trong năm 2023, ngay từ đầu năm, các đơn vị liên quan đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng y tế để sớm hoàn thành đáp ứng việc khám chữa bệnh cho người dân. Là dự án trọng điểm quan trọng, ngay sau Tết, dự án thành phần đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và bổ sung trang thiết bị tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đã được các đơn vị bắt tay thi công. Sau thời gian dài sử dụng, bệnh viện này đã xuống cấp nhiều nên việc nâng cấp, cải tạo là hết sức cần thiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao của người dân Đà Nẵng cũng như các địa phương lân cận. Công trình trọng điểm của thành phố, cho nên công ty cũng xác định rõ cái trách nhiệm là phải huy động máy móc, thiết bị nhân công để làm sao đảm bảo được cái tiến độ đã ký hợp đồng với lại thành phố, đảm bảo chất lượng đã đề ra để đảm bảo cái hoạt động sau này của bệnh viện. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, hai dự án y tế kỹ thuật cao khác là Trung tâm ghép tạng và cây ghép tế bào gốc và Trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình cũng được tập trung thi công để đảm bảo tiến độ. Hai dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và hiện đang hoàn thiện. Riêng công trình này là nghỉ Tết là đúng theo tiêu chuẩn nhà nước, mùng 6 là bắt đầu là đã tiến hành khai xuân và làm từ lúc đấy. Và hiện tại là công trình là chúng tôi sẽ đảm bảo được tiến độ vào 30 tháng 6. Cùng với tuyến thành phố thì năm 2023, Đà Nẵng cũng dành nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển hạ tầng y tế cơ sở. Dự án Trung tâm Y tế Cẩm Lệ hiện đã hoàn thành. Trong khi đó, Trung tâm Y tế Thanh Khê giai đoạn 1 với vốn đầu tư hơn 398 tỷ đồng cũng đã triển khai xây dựng. Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất sẽ giúp ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.